Nam sinh khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao hơn 39 độ, uống thuốc hạ sốt vẫn không giảm. Hôm sau, gia đình gọi đến đường dây nóng tư vấn sức khỏe mùa thi để hỗ trợ các thí sinh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ tư vấn uống nhiều nước, uống hạ sốt, tự theo dõi một ngày. Sau đó, bệnh nhân vẫn sốt cao liên tục, đau mỏi cơ toàn thân. Bác sĩ yêu cầu nhập viện cấp cứu ngày 24 tháng 6. Theo các bác sĩ, tất cả chi phí khám và điều trị ngoài khoản do bảo hiểm y tế chi trả được bệnh viện miễn phí hoàn toàn theo chương trình hỗ trợ sức khỏe trước, trong và sau mùa thi mà Chợ Rẫy triển khai từ 17 tháng 6. Trường hợp này là bệnh nhân nhập viện vì lý do là sốt ngày thứ 3. Bệnh nhân nhập viện với tình trạng là sốt cao liên tục, đau mỏi cơ toàn thân, cùng với cái tình trạng là ăn uống kém do sốt như vậy. Và với các cái xét nghiệm ban đầu thì bệnh nhân này được chẩn đoán là một cái trường hợp sốt xuất huyết ngày 3. Và đây là một cái trường hợp thí sinh trước đó người nhà có liên hệ với đường dây nóng hỗ trợ tư vấn về sức khỏe cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, đối tượng thí sinh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và thông qua cái sự giúp đỡ cũng như là tư vấn từ các cái tư vấn viên là đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thì gia đình đã cho bệnh nhân nhập viện theo cái sự hướng dẫn cũng như là tư vấn của các bác sĩ tư vấn viên. Và bệnh nhân đã được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 24 tháng 6 cho đến nay. Và trong cái quá trình này thì ghi nhận có giai đoạn là bệnh nhân sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, có nghĩa là bệnh nhân có cái tình trạng là tiểu cầu giảm rất là nhanh, có nguy cơ là bị chảy máu tự nhiên. Chính vì vậy là bệnh nhân đã được cũng như là người nhà được tư vấn là nên nằm lại để điều trị. Mặc dù là vì lý do sức khỏe, bệnh nhân đã bỏ lỡ cái kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, nhưng chúng tôi cũng rất là vui mừng vì bệnh nhân đã vượt qua được cái giai đoạn nguy hiểm. Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 8.300 ca sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm, thấp hơn 53% cùng kỳ năm ngoái, song số ca tăng nhanh gần đây. Người dân chú ý diệt muỗi, lăng quăng, ngủ trong mùng cả vào ban ngày để phòng bệnh.